Hôm nay mình lại đem đi trả cái máy vi tính bữa mình mua nữa rồi. Mình thì nói là hãng Apple hiện tại nó đang có cái chương trình đó là mua cái máy vi tính sẽ được tặng một cái headphone mà hiệu Beats, là loại nổi tiếng mà loại mới nhất luôn, trị giá tới 300 đô. Thì nên giờ mình sẽ đi đổi cái máy của vi tính của mình. Thì thật sự là máy vi tính mình nó chẳng có vấn đề đó, mà tại vì bên Apple nó đang có chương trình khuyến mãi vậy thì mình phải xem đổi thử coi họ có đồng ý. Tại lần này là mình đổi lần thứ hai rồi, mà thông thường á thì tụi nó phải chấp nhận thôi, nhưng mà để coi coi nó có lý do nào khác để mà nó từ chối cái việc đổi máy vi tính mình không thì mình không biết. Giờ mình sẽ đi thử vô bỏ tiền vô ngân hàng cái đã. Hôm bữa mới trúng số, trúng lớn hơn cái đợt vừa rồi mình post lên YouTube nữa, nên giờ mình phải bỏ tiền vô ngân hàng rồi. Bạn nào rảnh thì thứ bảy tuần này coi video đó nha. Video mình trúng lớn hơn đợt thứ bảy vừa rồi nữa. Bây giờ mình tới nơi, chỗ này thì là chỗ khác cái chỗ hôm bữa mình đi. Lý do là tại vì là nếu mà mình đổi được cái máy á thì mình sẽ mua cái tiệm Apple đó, nó nằm rất gần đây, đi khoảng chừng 15 phút thôi. Thì mình sẽ vô chỗ mình mua. Rồi thứ nhì nữa là mình đi sớm. Sớm tâm lý mà ai đi làm sớm thì họ cũng vui vẻ niềm nở thôi. Thì đó là lý do sao mình đi sớm. Thì giờ mình vô mình coi thử rồi coi họ có đổi mình không. Thì mình nghĩ chắc chắn 100% họ đổi mà. Các bạn, đây là cái receipt hay là còn gọi là cái hóa đơn á, tụi nó gửi tiền lại cho mình. Thì lúc mà mình mua bằng thẻ thì tụi nó sẽ trả tiền vô thẻ cho mình, nếu mà tiền mặt thì tụi nó sẽ trả tiền mặt cho mình. Thì giờ mình đã trả vô thẻ mình rồi, giờ mình tiếp tục mình đi qua tiệm Apple mình mua thôi. Thì cũng giống như các bạn biết á, là mình mua chỗ này á là mình không có mang theo cái hóa đơn luôn, hóa đơn mình để nhà rồi. Nhưng mà hôm mình lấy email qua mình đưa cho họ, hoặc là mình không cần đưa email nữa, mình chỉ cần nói tên thì trong hệ thống họ có hết à. Họ biết rồi thì họ trả tiền máy là 1049 đồng cộng tiền thuế là 63 đồng nữa. Tổng cộng nó là nó trả lại cho mình là 1112 đồng. Giờ mình tới tiệm Apple ha. Giờ mình đang tiến tới chỗ Apple để mua cái vi tính nè. Giờ đến đây đổ xăng. Mua ly hay mua 2 ly nước rồi cái về. Đó, đây cái máy y chang cái máy kia thôi, không khác gì hết á, nhưng mà mình được tặng thêm cái tai nghe phải ba. Giờ dạ mình vô ủy ban nhân dân phường cho là nó cho vậy cho dễ hiểu, nó bên Mỹ gọi là City Hall, để làm chút công việc ở chổng. Còn mình thì trong lúc dạ mình ở chổng thì mình kể cho các bạn nghe một chuyện là trên đường mình đi về mà mình không hiểu sao cái camera trên xe mình nó quay không được cái khúc đó. Thì đó là mình sorry trước. Thì mình chạy xe, trước mặt mình là có một chiếc xe khác nữa. Thì trước mặt cái xe đó đó là có một vụ tai nạn. Thì mình nguyên đoàn mình chạy thì cũng khoảng cách nhau rất là an toàn. Thì khi mà chiếc xe một chiếc xe con 4 chỗ 4 cửa màu xám, nó chạy nó đụng vào cái con lươn ở ngoài xa lộ luôn, chạy tới 70 dặm một giờ. Mà 70 dặm một giờ là khoảng chừng 110 cây. Thì
thì khi nó chạy biết nó bị lạc tay lái sao, nó mới đụng vào con lươn, thì chiếc xe đằng trước mình á nó mới thắng gấp lại, mình cũng thắng gấp lại luôn, thì cả một đoàn tụi mình là thắng gấp lại hết luôn. Thì những người như mình thì không sao hết, nhưng mà chiếc xe mà đụng con lươn á nó nát bấy cái đầu xe luôn. Thì nếu mà gặp những người khác thì thông thường họ bỏ đi, nhưng mà đối với mình á thì mình dừng lại để mình coi cái người có sao không, tại nó rất là nguy hiểm, chạy tới 110 cây số thì rất là nguy hiểm. Thì mình với lại chiếc xe màu đen đằng trước đó với chiếc xe sau lưng mình đi đều đi xuống, thì lúc đó là sao lộ bị khựng lại hết rồi, tại họ thấy đụng xe họ khựng lại hết. Thì mình với mấy người kia đi xuống, thì mình là cái người là gọi cảnh sát, thì khoảng chừng tích tắc luôn, trong vòng từ 3 đến 5 phút thôi, tại lúc đó nó xảy ra rất là nhanh. Thì từ 3 đến 5 phút thôi cảnh sát tới, mà trước tiên là xe cứu thương tới, sau đó rồi mới tới xe cảnh sát, rồi tới xe cứu hỏa. Thì khi mà tới vậy á thì người ta sẽ, người cảnh sát sẽ hỏi ai là người đụng, thì chỉ có thằng đó nó đụng con lươn. Nhưng mà cái thì cái người đó đó họ là mới có 18 tuổi thôi, mới có bằng lái luôn. Thì người đó mới nói là có một chiếc xe khác chạy lấn vào cái lane họ, cho nên họ mới né, họ mới đụng vào con lươn. Thì đó là cái người đó nói. Nhưng mà mình lái đằng sau với lại là cái người trước xe mình nữa, họ nói mình với mấy người kia đều đồng ý là không hề có chiếc xe nào hết á, chỉ thấy có mình nó tấp vào trong con lươn thôi. Tại nó xảy ra rất lẹ các bạn. Thì những người mà quan sát ngoài thì họ nói là không thấy xe kia, thì chỉ thấy nó đụng con lươn thôi. Thì tụi mình ở lại đó cho cảnh sát nó làm giấy tờ, nó ghi biên bản lại tới cả gần một tiếng đồng hồ luôn. Mình đậu ở giữa xa lộ luôn, thì nó lốc thì nó chặn lại hết hai lane ở xa lộ, còn hai lane thì tụi nó cho chạy mà chạy chậm lắm. Thì mình với là hai người kia, thì cuối cùng mình mới hiểu, mình mới phát hiện ra là hai người kia là hai cha con nhau, thì mình là thằng lái ở giữa. Thì thì sau đó thì cảnh sát mới tới hỏi mình là chuyện xảy ra như thế nào, mình giải thích y chang luôn. Thì cảnh sát họ mới xin mình cái số điện thoại. Thì tại lý do là mình nói là mình có camera trên xe, mà giờ mình về mình check lại nguyên một ngày hôm nay camera mình nó không quay một cái gì luôn, tại camera mình cũ lắm rồi, cho nên giờ mình tiếc ơi là tiếc luôn. Tại cái cảnh nó xảy ra rất là lẹ mà rất là nguy hiểm luôn, tại chạy bác gọi nghĩ 110 cây số giờ mà đụng vào con lươn mà mình với mấy xe đằng sau là phải thắng lại gấp luôn. Thì mình có câu chuyện muốn kể các bạn nghe vậy á. Thì các bạn mình thông cảm con gái nó ngồi sau các bạn. Thì lý do sao mình muốn kể câu chuyện này, mình muốn kể câu chuyện này á là tại vì hồi xưa á, khi mà mẹ mình mới sang bên Mỹ này á, người Mỹ đã giúp đỡ mẹ mình. Khi xe của mẹ mình xe cũ xì à, chạy xe đời 93 hiệu Toyota Camry. Thì khi mà xe mẹ mình bị hư, chết ở giữa đường luôn, đang chạy ngoài đường là nhiên xe tắt điện, nó hết bình. Nhưng mà lúc đó mình mới qua mà đâu biết nó lý do tại sao nó chết giữa đường luôn. Thì người dân Mỹ á, họ mới tới họ giúp đỡ mẹ của mình, đẩy xe mẹ mình chạy vô trong lề. Thì người Mỹ họ rất là tốt, khi thấy mà bị tai nạn là họ dừng lại, họ giúp đỡ mình, họ hỏi coi có sao hay không sao. Thì cũng có một số người họ bỏ họ đi, nhưng mà đa phần họ dừng lại họ giúp. Mà thì mình thấy cái nghĩa cử tốt đẹp của họ lúc đó đối xử với mẹ mình sao, thì bây giờ mình làm được gì cho người dân họ thì mình làm thôi. Thì đó là cái lý do sao mà mình muốn đền ơn lại cho người dân Mỹ thôi. Giờ vợ mình ra nè, xong chưa? Ok, vậy vợ chồng mình chạy lên trên thành phố downtown của Atlanta để mà mua cái giường. Ok, dùm đi ha. Các bạn thấy bản đó không? Đó là bản Megaball với lại là Powerball, là hai cái chương trình xổ số, gọi cho là xổ số kiến thiết của nước Mỹ. Thì Megaball là giá 1 đồng và một tờ thì nó có khoảng chừng 6 con số, có thể là một đơn vị hoặc là hai đơn vị, tổng cộng là 6 con số. Powerball cũng y chang vậy nhưng mà bán tới $2. Thì hiện thời giờ nó lên tới 300 mấy chục triệu rồi. Nó chắc lát muôn tờ vậy. Trước mắt mình là thành phố Atlanta mình. Nếu mà đọc đúng dân bản xứ luôn là Atlanta. Đó là đọc đúng bản xứ là Atlanta chứ không phải là Atlanta như tụi mình đọc. Đọc cho dễ hiểu thôi, cho dễ nghe thôi.
Thì sáng mình cũng đi trang, đường này cũng kẹt xe, giờ mình đi cũng y chang, cũng kẹt xe. Nhà mà máy vàng bằng vàng á, đằng đó là của ông tổng, của ông governor, là ông thống đốc, là giống như tổng thống của một một tiểu bang. Các bạn thấy đây giống quận nhất không? Trên có điện Saint-Élysée của Pháp. Đồ nhái. À, mấy nhà này là mấy nhà mà sát sát nhau giống như ở Sài Gòn mình nè. Nằm ở ngoài đường luôn, đậu xe cũng ở ngoài đường luôn, chứ không phải giống như mấy nhà ở ngoài vùng ven. Mà nhà ở đây mắc lắm á, ở đây căn cậu có 300-400 hơn. Cả nguyên cái thành phố này luôn, chỉ có một chỗ bán IKEA. Dạ mà là fan của ai, của IKEA với mình sao không được. IKEA. Nếu mà đọc chậm là IKEA. Còn nếu mà đọc tôi bình thường người Việt. Tại tại nghe nhiều người đọc IKEA Mỹ á. Thì IKEA là khi mà nói nguyên một câu dài luôn lại thì là IKEA. Là nó có chữ à đằng sau mà nó rất là lướt đi. Đặc biệt là dưới miền Nam này là nó mất luôn chữ luôn. Tại giống như ở dưới miền Nam nước Mỹ giống như chữ mountain cũng vậy. Mấy ở mấy vùng khác á thì nó sẽ đọc rất là rõ là mountain hoặc là mountain. Còn mà riêng cái dưới chỗ mà miền Nam mình nó đọc mountain. Mất đi chữ tần đằng sau. Tới nơi. Đây là dương mà tụi mình định mua nè. Bán 199 đồng thêm cái slide bed nữa. Là cái thanh ngang nữa. Là khoảng chừng 250. Đó, tại nó có cái tủ. Lý do mua cái tủ là để mình đựng xe thôi. Hai bên luôn. Giờ tụi mình đang ở chỗ Sonic, là chỗ một trong những tiệm bán thức ăn nhanh. Có hamburger, có hot dog, rồi mấy món linh tinh nữa. Thì mình mua rồi, nhưng mà về nhà mới ăn lận. Tại giờ chảy rồi, 5 giờ rưỡi chiều rồi. Ok, giờ mình đi về rồi. Ở đây là cái hot dog này. Một bộ luôn là có hot dog, khoai tây chiên với một ly nước là 5 đô. Của giờ mình thì là 4.99, của mình là 5.29. Giờ tụi mình khiêng mấy cái thùng đồ mới với mua đem vô lên lầu để gắn cái giường. Nhiều bạn hỏi mình dễ xe lắm rồi, để lúc nào mình rảnh mình làm video về xe này. Giờ hiện thời giờ nghe nhạc chơi để xấu quá, để cái loa ngoài hết, nó hết bình này mà đạp thì vẫn lên. Xe này mua rẻ lắm, mua lại mà. Giờ mấy cái thùng quỷ nữa nặng kinh khủng luôn. Ok, giờ để mình khiêng nó lên trước cái đó rồi mình quay sau ha. Đây là thánh đáp đồ của IKEA. Cái gì mà lộ IKEA thánh này khoái đáp lắm. Mình để cho thánh làm, mình sẽ không có làm. Một cái miếng hơi nặng 40 kg. Nó đề là 40 kg. Ê, 36 kg. Con tàu con tắm này là hai mấy ký.
sau 4 tiếng đồng hồ hai vợ chồng mới ráp xong. Phải mua thêm cái ra giường nữa, chưa có mua. Đây là cái hóa đơn mà mình mua cái máy vi tính lúc buổi sáng nè. Giá gốc của nó là 1099, nhưng vì mình là học sinh nên nó bớt cho $50 nữa. Ngoài ra nó còn bớt thêm, nó còn tặng mình thêm cái máy headphone hiệu Beats Solo 3 trị giá $300. Coi như là nó tính dưới nè, là mình trả $1,122 máy headphone hiệu Beats. Mình chưa giờ mình sử dụng này, nhỏ lớn luôn. Nó sử dụng được cho iPod, iPhone với iPad. Thì sau nó có đề nè, xài bằng Bluetooth. Pin nó là có thể xài lên tới 40 tiếng lận, 5 phút sạc pin thôi mà có thể xài được tới 3 tiếng. Nghĩa là lẹ lắm đó. Nó có microphone ở bên trong nữa, điều khiển được âm nhạc, rồi điều chỉnh được mấy cuộc gọi nữa. Mở không chờ? Bây giờ dạ, mình mở ra coi thử, cái này mình chưa dùng sở hữu nên mình không biết, mở ra coi cho biết. $300, mình coi ở trên mạng thì cái rẻ nhất cũng bán là 250 rồi, thì giá gốc nó là $300. Mở ra hầu nhìn chất lượng ha. Hay sao? Có case luôn. Nhiều đó không? Mình học lịch sử quá hả? Mình cắt gặp ra gặp vô. That's it. Nhiều đó. Nó cho mình hai màu, một là màu xám với lại màu đen. Thì mình lấy màu xám để cho nó trùng với cái máy vi tính. Cái này da da simili mạnh lắm. Rồi trong hộp có thêm mấy dây cắm vô nè. Này cổng USB, cổng này là cổng headphone, dây headphone. Như đó, cũng sạch. Nếu mà nó không có cái chương trình khuyến mãi gì, mình cũng chẳng mua mấy cái headphone, mắc quá. Tại nó có khuyến mãi nên đổi cái máy cũ lấy máy kia. Thì giấy giá, sticker. Thì ở bên Mỹ này, trong này thì nó không có đề cái nội quy gửi trả, chứ thông thường á, là nó cho mình giới hạn là 30 ngày sau khi mà ngày mình mua á, thì mình có quyền mình đổi trả. Nhưng riêng mấy cái đồ điện máy, không phải điện máy mà máy móc giống như vi tính rồi mấy cái iPad, headphone này nọ, thì này, chỗ này nó chỉ cho 15 ngày thôi. Thì trong vòng 15 ngày mình đổi được thôi. Thì giờ nó có bị gì nó hư hay mình không thích gì ra mình nói mình không thích thì mình vẫn đổi được lấy tiền lại hoàn toàn. Đó là cái luật ở bên Mỹ. Đó. Giờ dạ mình sẽ khui cái thùng này, nhưng mà mình sẽ không quay nữa tại nhiều người thấy rồi, coi đủ rồi. Nhưng mà mình để giờ mình mở xong rồi mình nói những cái mà mình chưa nói về cái máy này, tại có nhiều người hỏi mình, thì để mình nói sơ sơ cho các bạn hiểu thêm. Này là cái phần ở ngoài của cái thùng nó đề nè, là màn hình nó là 21.5 inch. Nếu mà trả thêm tiền thì có thể mua được lên tới 27 inch. Rồi màn hình có thể là màn hình 4K, nhưng mình thì chứ là màn hình bình thường thôi. Tốc độ nó là 2.3 GB, iCore 5 nè. Mà nó có cái RAM của nó lên tới 8 GB, nhưng mà mình có thể mình đôn lên thành 16 GB cũng được nữa. Ổ cứng thì là 1 TB. Đó, kiểu màn hình nó chỉ có graphic 640 thôi. Rồi có FaceTime, Thunderbolt có 3 cái. Là ông có 2 cái Thunderbolt. Còn USB thì có 4 cái.
Máy thì nó có sẵn speaker rồi microphone rồi cái đầu cắm headphone nữa, wifi rồi có thể cắm được dây internet vô thẳng luôn, có bàn phím nhưng chuột không dây đó, như đó thôi. Thì nói nôm na là cái máy này á, cái máy này á nó là dạng tất cả là trong một luôn, tức là coi như nó có RAM, có motherboard thì tùm lum la, nó nằm chung trên một cái màn hình vậy luôn. Là cái màn hình này là y như một cái máy vi tính, là cái cục CPU cũng nằm trong này luôn. Thì mình chỉ cần mình xài có cái màn hình, cần màn hình hay là mình xài y như máy vi tính. Thì dòng 2017 này thì nó xài cái hệ nó gọi là Seria, là cái loại hệ mới nữa. Mình thì thật sự mình không có rành về Apple, nhưng mà khi mà mình download thì nó nói. Thì cái mà hệ điều hành này là nó có cái Siri. Siri là cái người nói chuyện ở trong cái, giống như trong cái phone, ai xài iPhone thì sẽ biết Siri. Thì giờ Siri nó có mặt ở trong máy vi tính iMac này luôn rồi. Thì đó là, thì nếu mà xài cái phiên bản mà Siria đó thì có thể có cái chương trình Siri nói chuyện, nó giúp mình nhiều thứ lắm đó. Đó thì đơn giản, nó sơ sơ là có vậy thôi, đó là nhiều mình biết thôi. Còn mà lý do mình sử dụng thì mình đã nói các bạn là mình chỉ có edit video thôi, có nguyên nhân duy nhất thôi, rồi coi phim này vậy đó, có gì đó thôi. Ok, giờ tối rồi, mình phải ngủ, hẹn gặp các bạn trong video kế tiếp ha.